Kính thưa quý vị, Thái Lan quan tâm đến kỹ thuật làm sổ thông hành giả, tin từ Bangkok. Việc dùng sổ thông hành bị trộm của hai hành khách trên máy bay MH370 tạo sự quan tâm đối với sơ suất an ninh tại các phi trường. Trong lúc đó, cảnh sát Interpol của Thái Lan nói rằng hệ thống làm sổ thông hành giả hiện giờ rất phức tạp. Các cơ quan an ninh quốc tế cần phải phối hợp chặt chẽ hơn để ngăn ngừa tội phạm. Với con số du khách đông đảo và pháp luật lỏng lẻo, Thái Lan đang trở thành thị trường thông hành giả và là nơi ăn trộm sổ thông hành. Chính quyền Thái Lan đã phải thụ lý hàng ngàn vụ ăn trộm sổ thông hành mỗi năm. Một số sổ thông hành bị mất lọt vào tay các tổ chức buôn lậu và một số khác lọt vào tay thành phần dân quân Hồi giáo. Thiếu tướng Abhijit Suryabunia là chỉ huy trưởng cảnh sát Interpol Thái Lan nói rằng hệ thống làm tài liệu giả đang phát triển rất tinh vi, liên lạc qua email và sau đó là những người trung gian để cho biết khách hàng đang muốn làm giả như thế nào. Những sổ thông hành ăn trộm được thay hình một cách rất tinh vi. Tiến bộ kỹ thuật cũng giúp cho thành phần tội phạm làm sổ thông hành giả rất khó phát hiện. Cảnh sát quốc tế Interpol đang có 40 triệu hồ sơ tài liệu du lịch bị trộm hay bị mất của 167 nước, là quốc gia, hội viên Hiệp hội Đông Nam Á hay ASEAN. Tướng Abhijit nói rằng các nước ASEAN phải cùng cộng tác và cộng tác trong hệ thống Interpol sẽ giúp rất nhiều trong việc phát hiện tài liệu giả. Cơ quan di dân Thái Lan cho biết đã bắt 500 du khách dùng thông hành giả năm 2012 và bắt 200 người trong năm 2013.